Trong quý 1 năm 2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 96.000 tỷ đồng, giảm trên 1.700 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Mặc dù nhiều ngân hàng đã hạ lãi suất so với cuối năm ngoái, nhưng việc giải ngân vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, nguồn vốn huy động đạt 132.000 tỷ đồng, tăng trên 1.600 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi chỉ cho vay được 96.000 tỷ đồng. Sau Tết Nguyên đán, tiền được gửi vào rất nhiều, nguồn vốn ngân hàng rất dồi dào, nhưng ở chiều ngược lại, cho vay lại khó. Nguyên nhân chủ yếu là kinh tế khó khăn, các động lực tăng trưởng sản xuất tiêu dùng xuất khẩu đối mặt nhiều khó khăn, các đơn hàng xuất khẩu chậm, thị trường bất động sản trầm lắng. Hiện nay, các ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 1%. Cùng với đó, các ngân hàng áp dụng nhiều gói vay ưu đãi, khách hàng doanh nghiệp lớn hiện cho vay lãi suất 5,5% năm, thậm chí có thể được ưu đãi mức từ 4% năm. Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành cho khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4% năm. Trong thời gian tới, các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tín dụng hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ đầu tư tín dụng vào lĩnh vực rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng theo các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện các giải pháp tín dụng xanh theo kế hoạch hành động của ngành ngân hàng, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục quy trình vay vốn, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả,